Đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi khép lại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore. Tỷ số chung cuộc của trận đấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo đến để bắt tay các thành viên và nhóm các cầu thủ không đăng ký thi đấu ngày hôm nay cũng đã xuống sân để chúc mừng các đồng đội của mình. Chúng ta có thể thấy Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Thành Trung, Công Phượng lần lượt di chuyển xuống dưới. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì cũng đã vừa mới sang để bắt tay với các thành viên của đội tuyển Singapore. Ở khu vực bên ngoài này thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam bắt tay cảm ơn các cầu thủ Singapore. Ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0. 4 bàn thắng lần lượt do công của Văn Quyết, Thanh Nhân, Hồ Tấn Tài và Khuất Văn Khen. Các cầu thủ bây giờ đi ra để cảm ơn các cổ động viên. Ở bên khu vực bên này thì các cầu thủ của đội tuyển Singapore cũng sang để bắt tay các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam để cảm ơn một trận đấu giao hữu. Vào ngày 27 tháng 9 tới đây thì đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có trận đấu giao hữu thứ hai gặp đội tuyển Ấn Độ. Và với chiến thắng ngày hôm nay thì có thể nói là chắc chắn 6 ngày nữa sân Thống Nhất sẽ tiếp tục thu hút được khán giả đến để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bây giờ thì các thành viên của đội tuyển đang đứng chờ các đồng đội của mình trở lại từ khu vực bên trong sân. Đông đảo khán giả đang nán lại với hy vọng rằng một chút nữa sẽ được tiếp xúc với các thành viên của đội tuyển. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh đã thi đấu ở hiệp 1 trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo rút Tuấn Anh và tung Lương Di Cương vào. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đứng chờ các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay Châu Ngọc Quang cũng đã thi đấu đầy cố gắng. Hai cái tên không được sử dụng ở trận đấu ngày hôm nay đó là Nguyễn Văn Toàn và Đỗ Duy Mạnh. Giơ lại. Ok. Những hình ảnh rất là dễ thương sau khi trận đấu khép lại. Ta có thể thấy đây là Văn Thanh thì phải. Đúng rồi, đây chính là Văn Thanh, Tuấn Anh, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải. Bên đây là Quang Hải. Người hâm mộ đang chờ đợi Quang Hải sẽ được ra sân thi đấu ở trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ. Thủ môn Đặng Văn Lâm ngày hôm nay không phải làm việc quá nhiều. Thanh Nhân ngày hôm nay cũng đã để lại một dấu ấn đáng nhớ với một pha dứt điểm có thể nói rất đẹp mắt để nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.
Bây giờ thì các cầu thủ Singapore họ đi sang để cảm ơn người hâm mộ, những cổ động viên của bóng đá Việt Nam. Một hình ảnh có thể nói rất là đẹp. Khu vực khán đài thì người hâm mộ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi các cổ động viên. Rất là tuyệt vời, ngày hôm nay thì đã được thưởng thức một trận đấu có nhiều bàn thắng. Bây giờ thì các cầu thủ sẽ rời sân và Quang Hải nhận được sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. Quang Hải, Văn Toàn, mỗi ngày thu thập thẻ Quân, nhận quà từ Quân, sang thẻ quà Quân trong mỗi lốc sữa Quân bất kỳ, tích lũy 24 thẻ đổi ngay một quà cầm tay Quân thổi bay cơn nóng mùa hè, tích lũy 36 thẻ quà Quân đổi ngay một ba lô hoodie Quân không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa, tích lũy 40 thẻ quà Quân đổi liền tay một bóng phản quang Quân thỏa sức vận động cả ngày, sang thẻ siêu vận động đổi một đôi giày Martin Quân siêu ngầu. Cực sốc, săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săn quà Cool ngay thôi các bạn ơi!